Khuyến khích nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên. Chiều qua 17 tháng 8, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai ra mắt trung tâm hỗ trợ ươm tạo công nghệ khởi nghiệp. Trung tâm với chức năng đầu mối tư vấn hỗ trợ các hoạt động về ươm tạo công nghệ khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo các khóa học ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, kỹ năng kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên, giảng viên và giáo viên nhà trường, đồng thời định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên, xây dựng các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực dài hạn với các đối tượng trong và ngoài nước. Đây là trung tâm thứ tư của Đại học Thái Nguyên được thành lập, góp phần khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn nghiên cứu với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.